Bây giờ có anh này ở xa, ở miền Tây đến, ở Cà Mau phải không? Dạ. Ở Cà Mau đến nhờ Tiểu Hải tìm con. Con bỏ nhà đi bữa 15 tây tháng 4 năm 2022. Bây giờ bé, nếu bé gặp ba mà đến nhà Tiểu Hải thì bé về nha. Bây giờ có gì nói đi, anh họ tên gì? Dạ em Nguyễn Văn Hợp. Sinh năm mấy? Năm 74. Quê ở đâu? Quê Cà Mau. Anh đến đây nhờ hiệp sĩ Minh Hải là tìm con phải không? Dạ tìm con. Cho con họ tên gì? Con Nguyễn Minh Thư. Sinh năm 2006 phải không? 2006, con đang ở đâu về với trời đấy cô? Đó, mẹ ba khóc nè. Đó, bà con mới là bởi chia sẻ giùm. Ba đi tìm con, bỏ công việc làm. Thời bữa nay không có ăn ngủ được hết. Nếu mà con có thấy thì con về ha. Ba đang tìm ha. Bà con mới là bởi chia sẻ giùm. Bà con bé là bà giúp giùm bà con. Bà con bé là bà giúp giùm. Nó có lên mạng sẽ được làm gì không? Dạ không. Em biết nó làm công ty mà nó không có hồ sơ gì hết trơn. Vâng, không làm có sơ cho làm công ty được. Làm công ty thời vụ. Không có đâu. Bà con bé là bà chia sẻ giùm bà con. Mọi người chia sẻ giúp giùm mọi người. Mọi người chia sẻ giúp giùm mọi người. Cảm ơn mọi người chia sẻ giùm nha. Bà con chia sẻ giùm cảm ơn mọi người. Bà con bé là bà giúp giùm bà coi. Bà con cũng bắt đầu chia sẻ giùm. Rồi bây giờ bà con có thấy đâu điện thoại cho hiệp sĩ Minh Hải 0913630921 0913785858. Bà con quét là bà chia sẻ giùm mọi người. Em ơi con ơi, mà con thấy ba đã đến nhờ hiệp sĩ Minh Hải thì con về đi. Bà con chia sẻ mạnh lên bà con. Rồi anh có gì nói đâu lời nói cho con đi về. Con đang nói là Thư ơi về ít chứ. Nhớ con dữ lắm Thư ơi. Bà con mới là bọn chia sẻ giùm ba tóc được đi bỏ công việc làm mà đi tìm con bỏ công việc làm đi tìm con cha mẹ đâu có lỗi gì đâu mà con bỏ nhà đi vậy với cha mẹ đi con từ ở Bình Dương đến Bình Dương gặp tìm từ Cà Mau đến Bình Dương gặp tìm hiệp sĩ Quỳnh Hải thì con thấy con về ba khóc quá chừng nào. Con thấy con về đi nha. Bà con bắt đầu chia sẻ giùm mọi người. Mọi người chia sẻ giùm. Cảm ơn mọi người. Cảm ơn.